Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hiện tại áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và tiến vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, hướng tới các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, bao gồm cả huyện đảo Phú Quý, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Với hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ khoảng đêm nay trở đi, tại Bắc Bộ, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng mạnh hơn. Và từ đêm mai trở đi cho đến ngày mùng 5 tháng 8, Bắc Bộ sẽ chính thức bước vào đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, có nơi trên 400mm trong cả đợt. Cảnh báo về lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài nên người dân các tỉnh miền Bắc sẽ còn có nguy cơ phải đối mặt với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, nhất là ở các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc. Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và trong đó thì mạnh mẽ nhất là khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Trị với cường độ đạt cấp mưa to đến rất to và dông. Dự báo lượng mưa ở khu vực này từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Trong khi đó, thì các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cũng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Quá trình mạnh lên của áp thấp nhiệt đới cũng là tác nhân khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn. Chiều nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Và cũng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8, Tây Nguyên và Nam Bộ, bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc, cũng được dự báo sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm cả đợt. Riêng khu vực Bắc Tây Nguyên là 200 đến 300mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trong 3 ngày tới có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo không vượt quá mức 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 28 cho đến 32 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày mai từ 30 đến 33 độ, sang hai ngày sau ở mức 28 đến 32 độ. Khu vực Đà Nẵng tới Bình Thuận, 3 ngày tới có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo không vượt quá 34 độ. Đối với Tây Nguyên, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 đến 30 độ. Nam Bộ trong 3 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa có mưa mạnh và gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thưa quý vị, trong hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng nhiễu động nhiệt đới hoạt động chủ yếu trên biển, nên thời tiết trong đất liền nước ta chưa có những sự chuyển biến đặc biệt. Những cơn mưa rào và dông ở Bắc Bộ vẫn xuất hiện nhưng không đều, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi với cục bộ có nơi xảy ra mưa dông mạnh lượng lớn.
Trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ. Riêng vùng đồng bằng và trung du cảm giác hơi oi bức vào thời điểm trưa chiều với nhiệt độ khoảng trên 34 độ. Đáng lưu ý là từ đêm nay sang những ngày đầu tháng 8, cùng với sự phát triển của vùng nhiễu động trên Biển Đông, giải hội tụ nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh lên và dự báo là khả năng rất cao khu vực Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng. Do ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới nên nguy cơ xảy ra gió mạnh làm hư hại nhà cửa, ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Người dân cần chủ động có các kế hoạch ứng phó ngay từ bây giờ. Các tỉnh duyên hải miền Trung trong ngày hôm nay trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, chỉ còn một vài nơi ở mức xấp xỉ hoặc trên 36 độ. Đến chiều tối thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa dông mạnh, lượng lớn kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật rất nguy hiểm. Từ đêm nay sang tới những ngày đầu tháng 8 này thì ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới gây ra mưa to đến rất to trên khu vực. Mưa lớn sau những ngày nắng nóng kéo dài thì sẽ giải tỏa tình trạng khô hạn trên khu vực. Tuy nhiên, nguy cơ về gió mạnh, ngập lụt và sạt lở đất cũng rất cao, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân. Đới gió Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm hôm nay cũng như 1 đến 2 ngày tiếp theo, ở khu vực này sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to đến rất to. Người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc mạnh và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời vẫn có nắng và khá oi bức vào khoảng thời gian trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ngày trong ngưỡng là 34 độ. Đến chiều tối, khả năng mây đối lưu sẽ phát triển gây mưa rào và dông. Mặc dù không phải là mưa lớn kéo dài nhưng trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sau đó, như chúng tôi đã đưa tin, thì mưa có xu hướng gia tăng từ ngày mai và ở khu vực Hà Nội nói riêng, các tỉnh Bắc Bộ nói chung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Nguy cơ gây ra ngập úng và thậm chí là có gió giật mạnh là rất cao. Thành phố Hải Phòng ngày hôm nay, trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây và tiết trời khá dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều là 32 đến 33 độ. Về chiều và tối thì mưa dông có khả năng xuất hiện kèm theo nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh. Sang đến đầu tháng 8 thì thành phố Cảng Hải Phòng là nơi có thời tiết xấu với nguy cơ về mưa lớn, gió mạnh, đặc biệt là ở vùng ven biển và ngoài khơi. Nên ngay từ lúc này, bà con cần theo dõi sát sao các bản tin thời tiết, tuyệt đối không tổ chức ra khơi trong những ngày tới để đảm bảo an toàn. Tại thành phố biển miền Trung, Đà Nẵng, trong hôm nay, trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều khoảng từ 34 đến 35 độ. Đến chiều tối thì cũng có khả năng xuất hiện mưa dông nhưng chỉ diễn ra trong thời đoạn ngắn. Sau đến ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 thì mưa dông có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận. Có thể xảy ra mưa dông mạnh, lượng khá lớn, kèm theo lốc sét và gió giật. Cùng với đó là nhiệt độ giảm thêm, tiết trời khá dễ chịu. Thành phố cao nguyên Đà Lạt ngày hôm nay chỉ có những khoảng nắng nhẹ và nhiệt độ dao động trong ngưỡng là 16 đến 24 độ. Mưa dông xuất hiện bất chợt trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm, khiến cho cảm giác lạnh tăng lên. Vì vậy, ngoài việc mang theo vật dụng che mưa thì quý vị nên mặc ấm để giữ gìn sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ ngày hôm nay chỉ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trên địa bàn toàn thành phố dao động từ 32 đến 33 độ. Chỉ sau khoảng 15 giờ thì mây đối lưu đã phát triển và gây mưa dông trên khu vực. Có thể xảy ra mưa dông mạnh với lượng lớn kèm theo lốc sét nên quý vị hạn chế đi trên những cung đường trũng thấp và nhiều cây cổ thụ để đảm bảo an toàn. Thành phố Cần Thơ ngày hôm nay trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày, duy trì ở mức là 31 đến 32 độ và giảm xuống mức từ 25 cho tới 26 độ trong đêm nay. Mưa dông cũng đến sớm hơn ngay từ đầu giờ chiều và còn có xu hướng gia tăng trong những ngày tới.